chị đã sẵn sàng chưa? Cái bảng này như là bãi cháy rồi. Đây thủy chỗ tên là bãi cháy nó lớn lắm. Cable car là chỉ có sự đeo xe là chỉ có được gì? Sao cần gì hả? Qua đi tham gia. Chúng ta đi đâu? Sang Canada. Không có visa đấy. Sang đây chuyển sang Canada. Canada. Bến xe đi. Trong tất cả mọi thứ đều có một người nọ và người kia chứ không phải là người nào cũng như người nào cả. Trong cái ngành công an nhất định sẽ có một hai con sâu hoặc 5 6 con sâu, đấy là việc của sâu. Nhưng con người tốt rất nhiều, người tốt chứ không có thì giờ ra sao hội cứ bảo là đi giờ vậy là công an cũng tốt hay sao? Không, tốt nhiều chứ. Vậy à? Không bảo vệ làm sao mình không thấy bảo vệ làm sao mà người dân được. Tôi nói ngày xưa nếu như bọn chị đi trên xe này là bao giờ túi tôi cũng phải cầm thật chặt và không nó móc mẻ túi. Vậy à? Túi giờ ra nó giật chứ. Thế nhưng đến bây giờ thì không có dám mẹ. Vậy hôm nay ấy chứ. Lâu đây nó đứng như thật luôn. Và những cái xe này đi nha, chỉ là thứ hai thôi, nó sẽ là một. Vậy. Thế nhưng mà bây giờ chế độ này, nếu như nói về an ninh nhá, ở Việt, ở cả thế giới là Việt Nam an ninh là chuẩn nhất. Thế bây giờ ở thế giới thì thấy, đang xem đây. An ninh Việt Nam là chuẩn nhất. Mai lại chỗ kia. Nhưng mà bỏ lỗi là nó cũng có những người lọ và người kia tất cả như thế. Sao mà nó đều được? Ông đấy thôi. Nếu chị đi lâu rồi chị về Việt Nam phát triển, chị thấy phát triển rất nhanh. Đúng rồi, không đúng. Chị chuẩn đi 2-3 năm
bây giờ chị về này nhưng rồi 3 năm sau chị về Việt Nam lại khác rồi. Đấy là đầu óc không phát triển thôi em đâu. Không, lãnh đạo phải phát triển lên thì mình mới lên được. Ngày xưa thì có cuộc vượt, cuộc bả đường đi đá to mà nó không có xe đẹp như này đi. Thế nhưng bây giờ nó có xe đẹp đi. Đảo dân tộc của Việt Nam mình tàu không bao giờ đô hộ được Việt Nam, chỉ là 4.000 năm lịch sử, không bao giờ đô hộ được. Nó chỉ là hàng xóm cạnh khóe, nó là hàng xóm cạnh ấy mình thôi, nhưng không có nó thì cũng không phát triển được như thế này. Bây giờ nước Mỹ nó phải chuyện từng tàu hỏa mẹ, như nó cấm vận đây đây, to luôn. Sáu người này không trả lời rất khoát là chết với nó. Đây nói gì thì nói này, mình là Việt Nam mình tiêu thụ hàng bây giờ em nói chị có như này nhá, diệt mình thì nó bán hàng tất cả hàng. Dân chúng đều im lặng này, chị có nhận em không? Những cái giải bóng đá ra chị đi chị xem bóng đá xong nhìn cái tự hào dân tộc cũng độ nhỉ, đúng chỗ nào cũng lên cái lòng tự hào dân tộc nó phát triển lên rồi nhá, thì cái gì cũng làm được. Ngày xưa thằng Thái Lan nhá, em nói chị Thái Lan nó vua mà đang nói là ngày xưa Thái Lan nó thắng mình. Mình đâu có, nhưng đến bây giờ Thái Lan nó thua từ trước là cái nhìn cái Việt Nam của cũ sợ không? Bây giờ cứ xem lại mạng cái nhìn cái Việt Nam của cũ bắt sợ luôn. Đấy thì thằng nói nó đá quả bóng mà nó phải đưa tay nó đặt lên lưng lòng lành tự hào dân tộc của người Việt Nam mình trông thế thôi mà đã động có đúng như thì được quyền. Thế em bảo là bây giờ lòng tự hào dân tộc mình đánh được Mỹ với Pháp chứ mẹ không có lòng tự hào đấy quyền bố đi đánh cho sợ không đấy là đúng, kể cả chị đi nước ngoài là gọi là phân tích nó đúng, phân tích nó là như thế đấy. Đi về đất nước thì yên ổn này, đi lại đất nước yên ổn, đi lại thì đi vào Bắc và Nam yên ổn thoải mái này chứ có xảy cái gì đâu. À, ngồi nhiều người cứ ngồi cứ bổ thế này thế nọ nó quá có gì ta dẹp cho này. Bên này bên tàu bên xe bây giờ nó là bình dân rồi, nó cũng như hồi xưa. Bây giờ chỉ cần vào bến tàu chị hỏi của tôi cần đi Hải Phòng nó sẵn sàng nhân viên đưa chị ra ngoài gọi đúng xe chị đi, giá cả rất đúng luôn, không bao giờ chèn ép như ngày xưa trộm đặt, bây giờ không có. Đấy, bên tàu bên xe giờ. Thế còn trong đi taxi thì nó có nhiều loại taxi, một là taxi gia đình, hai là taxi kia, nhưng cái đấy chỉ phải mặc cả giá. Tôi đến với bất thường tang là bao nhiêu, tôi đến đây điểm này là bao nhiêu. Chốc với ông được thôi, ông đợi tôi một tiếng, ông đưa ra điểm này là bao nhiêu tiền, đợi chờ là bao nhiêu. Thỏa thuận xong vẫn cứ ngồi, cứ đi thế thôi, là không phải nghĩ ngợi gì cả đấy. Việt Nam mình nó ở cái chỗ đấy, nhưng nhiều người cứ cậy ra tiền ra đây thì nó lại khác. Nhưng nếu như tôi về đúng như cô em nói chỉ thì chỉ cứ như thế thực hiện không phải không. Còn ông kia nói thì sống ông kia là ông ấy như kiểu là bị ông đấy bị bất mãn tổn xích chứ tôi tổn xích không mà nó đúng ra bất mãn tổn xích công an như kiểu là bất mãn nhiều thằng đấy thì không có gì cả. Còn nói là đúng câu này ông có ăn hối lộ, thế nhưng mà bây giờ trong bàn cờ thì người ta dí tốt không bao giờ người ta dí tướng sĩ. Dây của nó, dây của ông Dũng xuống rồi, bây giờ nó giật dây của ông Dũng, ông ấy cái lên. Nhưng mà cũng như thế, nó ông chọc này nghe mấy thân với tàu. Phải cả thân với tàu, không thể bán nước được. Đây chỉ đấy, ngày xưa nó kéo dàn khoan, trong Sài Gòn nó đập mấy cái ấy thì cái xưởng, cái khu công nghiệp đây. Cứ mạng, nó cứ nói linh tinh. Mạng nói linh tinh thôi, còn đúng chính trị thì nó khó. Nó ghét, mình chọn không lên, không lấy lại lòng tin của người dân nhiều ý. Đấy à, không xem mà bây giờ chị cứ bây giờ ngồi nói cho chị ông Sài Gòn nói cái đảo gì mà đi trong Sài Gòn mà nó mười năm nay rồi là cứ cho dân ấy ra cái đợt vừa rồi ông lên ông làm ấy Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Cái đảo gì mẹ Hoàng Sa hả? Không, Hoàng Sa hả? Không. Cái Thủ Thiêm, cái gì cái giải tỏa của cái ấy này. Thủ Thiêm là cái gì đấy? Thủ Thiêm mà nó đuổi dân đi rồi, trong mà nó không đưa dân hay đấy. Bây giờ dân trở lại rồi hả? Bắt cả phó bây giờ dân được trở lại rồi đấy, dân không xây nữa và không xây nữa vậy cũng tốt đó. Tốt mà không có ông ấy thì làm sao mà lên được. Thế mà bây giờ chị có về nhìn đường xá Việt Nam nó khác hoàn toàn luôn, tốt nhiều như ngày xưa, tốt quá nhiều, nhiều luôn. Nhưng mà cứ để cho anh tham nhũng cũng được không anh? Không,
không tham nhũng thì bây giờ nói cái gì thì nói, nhưng mà nó mở cửa ra, xong bắt đầu nó cho nó làm ăn được, nó lại co lại ngày xưa chứ. Trách nhiệm các bạn nó mở rất nhiều, xong bắt đầu nó lấy, bắt đầu nó biết là cái ngánh khóe ông làm, bắt đầu nó bóp lần nó không lại, thì lúc đấy phát triển lên được. Không, nó phát triển được. Bằng thế thì anh cũng không nó đúng, nhưng mà nào đâu. Nó mở chị, như thằng Trung Quốc nhá. Nếu như móng cái thì sẽ đi ưu tiên móng cái đầu tiên. Bên khi móng cái nó phát triển mạnh lên cái bên kia nó xây cửa nhà, cắt móng cái, sập móng cái lại, đưa lên trên cục cao chỉ có nhà theo. Đấy. Nên cái nắm được cái cơ hội để mình tồn tại được. Thì đấy mới là cái nhanh nhạy. Còn nếu không nắm được thì mình cũng người ta đi kinh doanh thôi, như mấy tập đoàn ấy nghe, không có gì cả. Nó thuê tầm 50 năm chẳng cái đấy mới biết là cái đất nước của nó ô nhiễm, nó làm nhiều quá, nó ô nhiễm quá nhiều, chứ nó phải sang lên nước ngoài đúng, nó đúng, phải đúng. Nó phải thuê đất, nhưng mà hôm nay mình sợ nó làm ô nhiễm nước mình luôn. À, nước ô nhiễm bắt mình phải có rồi, nói gì thì nói nó phải có, nhưng rồi nó sẽ làm lại cái gì đó, rồi mở cửa cho người ta vào, người ta làm ăn nó có lãi đâu, lúc đấy nó mới bóp dần vậy chứ. Có cái gì đâu, chỉ bao giờ khổ lắm mà nó có sướng. Cái tự nhiên ông sang Mỹ mà ông tiền ông ở đâu có rất nhiều tiền đấy đâu ra, ông làm đấy đâu ra, nó phải làm ngay thì mới có tiền. Đâu đấy, nó đúng sự thật luôn, ở đâu đúng thế. Đúng rồi, mình không tại vì không đi hết về thế giới đấy, là nắng vào đẹp mức độ hết rồi. Em nói chị nhà báo ơi, đi ngược chiều công an nó bẫy lại. Và anh đi ngược chiều rồi, một tôi biết đường, không phạt anh đi đường này, nhắc nhở, đưa anh ra khỏi ngoài, không phạt đâu. Đà Nẵng đấy. Riêng Đà Nẵng, còn đánh giày là một, ăn xin hai, Đà Nẵng không có. Mà bảo Đà Nẵng, nói chị nhìn bờ biển nó đẹp đá mà. Không có, đeo dây vào. Cứ quên nó lại thịt bây giờ. Chút này, nhưng mà đẹp cái gì? Chút này gì mà đẹp vậy? Này cầu đá vàng. Nên là cái không phải núi được. Núi đá xanh. Núi đá xanh đẹp quá. Núi đá xanh đây thì ngày xưa nó còn này, thế nhưng mà đây nó không bấm, nó không cho phá thì bên kia nó phá là thế rồi. Phát triển lên cái là phát triển lên, cái là cần nhiều cái là nó phá là thế rồi. Bạch đang đến điểm nào mà cần phải làm cái gì để nghiêm chỉnh vào. Bạch đằng đang của nó thì chỉ đi chỗ này vào cũng được, mà đi rồi nó phát triển đèo vào cũng được. Sao mà chịu, tao say nắm, tao không nhìn gì cả, đang ngủ gần. Đây, Bạch Đằng Giang là nói về tiền cho.
Nhưng mà sao nó mua để mua cái gì đó để mà làm hại mình đó, mua ruộng, mua cái này kia đó. Nó mua đĩa hay gì? Mua đĩa cái đấy, cái đấy là do đánh vào lòng tham người Việt Nam hết. Ờ. Nói gì nói, nó mua giá cao thi nhau mà bắt về thì mình không mua nó đâu. À. Nó chơi mà lại người Việt Nam mình có gì đâu. Mày khỏe chơi tao chơi lại mình. Mà nó kia nó bảo bây giờ tao chỉ mua mà toàn những ngọn của cái khoai đấy. Ờ. Bắt đầu bán hết ngọn cái khoai thì bắt đầu nó gom rồi nó không mua nữa. Đấy. À. Ê, hãy đúng đèo đây. Ờ, đúng đèo đây, ok. Xe 73, xe nó Long Mi Sơn, xe nó 56, xe nó có 1 chung. Xe nào là xe 3, xe nó dùng của Bình An, xe may mắn. Ờ, chú Nghĩa Ba Sư Lăng có xe đi về đâu không? Chọn. Trang Kinh. Trang Kinh Minh Đức. Ờ, Trang Kinh Minh Đức. Trang Kinh Minh Đức. Mới làm hả? Mới làm, ông này ông đầu tư gắng lắm. Hả? Ông này đông nào? Ông Thành, ông chủ nhà máy xi măng ngày xưa lúc chỉ có một cái miếu thôi. Ờ. Giá rồi ông cái khai, ông lập nghiệp này, ông ấy là, ông biết đấy. Ông là chủ hãng xi măng đây? Chủ xi măng bây giờ. Ông làm này luôn? Ông ấy chủ tịch từ bây giờ, ông này là bí thư thành, bí thư tố đấy. Ông bí thư thử, bí thư tố ra, ông là lập cái này. Ông ấy làm cái này luôn. À. Tại sao không thu tiền hả? Không thu tiền thì ông ấy, ông chủ tịch ông nhiều quá rồi hả? Ông còn công đức bao nhiêu tạo con đường rồi. Gì gì cũng hay hả? Gì cũng tốt chứ anh? Thì chỉ có quan chức mới dám bỏ tiền đấy, dân người ta có tiền là bỏ ra nhiều. Này còn không thu phí. Không thu phí gì tốt, ông có lòng nhé. Hát một tiếng thì bao nhiêu doanh nghiệp người ta đến, người ta gì tốt. Không phê mình là mình như ông ấy là đây, thằng này doanh nghiệp này muốn lấy xin mang bán hay muốn làm gì cần chi phí nào? Ông tên gì? Lê Văn Thành. Về Lê Văn Thành. À. Vì ta tốt, tốt như là như ta có năng động chứ người nào nhiều khi ham tiền lắm. Nhưng mà coi như làm công quả luôn. Làm công quả. Anh đậu xe đâu? Ở trong này là gì anh? Trong này khu đất gì để trong xử này để xe trong đây này. Không, trong cái đất đất định đền này vệ sinh vệ yết. Nhưng mà có phải có đền thờ gì không? À trong không. Cái gì không? Sư người ta. Hả? Ta. Trong cái để người ta sư đấy. Mấy sư hả? Ừ. Ồ cái này cái mấy sư của chùa. Vâng. Chứ không phải đền đây mà... trong đấy ông phải cho dẫn ông đi tham quan thật. Ờ. Ừ. Dẫn đi tham quan. Dẫn đi vô hả? Ừ dẫn vào trong quan thận đi. Ờ dẫn em tôi biết. Chứ. Cháu kiểu như hướng nhân viên du lịch cho. Ừ. Ồ, cái đền, trong đó có đền, ông rồi, đấu giờ đền. Đây, nối vào đây. Đấu giờ đền. Cho khóa xe dẫn ông đi chơi vào. Được chưa? Dạ. Nãy nó nói ông này là tỉnh ủy ở đây hả? Ờ, tỉnh ủy đây. Ừ, anh tỉnh ủy. Nó có tiền ở anh sao hết. À. phát trực tiếp. Đi nhanh không ngủ, một tiếng không ngủ. Ok. Là tự nhiên thì không có mất tới 100 nghìn. Tiền xe mất bao nhiêu bãi gửi. Bãi gửi tiền. Okay. Lấy chỗ làm ra rẻ tí ông kia.
Mấy người này là mấy người địa phương đây gì? Không, không, người này là khác, người khác. À. Này công ty du lịch gì ăn gì đây? Công ty cho họ đi du lịch. Quay mấy cầu đá, cầu đá này. Đá này chắc từ cái núi, núi đó gì? À, từ núi đó là gì? Đá này là đền đá. Chùa. Tiếng không đủ thì tham quan thì tiếng thôi. Oh yeah. Phải đi 2 tiếng. Ra tham quan. Bộ có nhiều gì, nhiều chỗ coi lắm hả? Nhiều. Có gì? Bây giờ di chuyển vào đây, phía này là khu trưng bày cái thằng Bạch Đằng. Rồi nè, có gì anh có hướng dẫn nè. Cái sơ đồ chiến lược 3 trận đánh. Trận đánh năm 1938 chống quân Nam Hán của Ngô Quyền. Một trận đánh năm 1981 của Lê Đại Hành. Một trận đánh năm 1288 đâu của quay, quay. Rồi 3 lần, 3 lần chống. Vâng ạ, cùng với Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông. Vâng, bắt sống Omani đó, bắt sống Omani và bắt sống được 400 thuyền rằng đó. Ồ. Vì trận hôm nay mình tham quan một xíu. Bỏ dây đó. Mình bỏ dây đó giúp cháu nhá. Bỏ dây đi ạ. Vâng ạ. Quay mấy cọc. Oh. Nhà mình có cái cọc này, cái cọc này. Cọc này, cọc này. Cọc mấy cái cọc này. Đâu có đâu. Oh, đây. Ồ, oh, hay quá. Đây cọc này. Cọc đây này. Cọc này một cái cọc bằng tay. Rất là giỏi về việc là lưu lượng nước. À, dự đoán là lưu lượng nước trên sông. Và lúc nào nước thủy triều lên, lúc nào nước thủy triều xuống. Đây là ông một người rất là giỏi. Và sau này thì Lê Đại Hành và Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo này, ông Cao cũng làm giống hệt là ông Ngô Quyền ạ. Ngô Quyền, Ngô Quyền trước. Ông Ngô Quyền đầu tiên là Ngô Quyền đầu tiên. Đến ông Lê Đại Hành năm 1981 chống Tống Thiêm. Còn ông Trần Hưng Đạo này năm 1288. À, cuối cùng chống Nguyên Mông. À. Tùy cái chiều đại. Cái này thì nó cái gì? Đây là cái kiếm à? Kiếm. Vâng, cái kiếm khi rơi xuống kiếm, thì kiếm sao lạ vậy? Thì đá nó bọc quế thế này. Ồ. Oh. Lưỡi nó là đá nó bọc vào. Ồ, oh, đá bọc vào kiếm. Bọc vào và lưỡi kiếm. À. Thì còn có một cái chuôi thôi. Ồ, oh, cái chuôi thôi à. Cái chuôi quá. À, ok, cái chuôi thôi. Cái toàn bộ cái lưỡi là đá nó bọc. Hơn đồ bao chiếc này. Vâng, bên này là đá. Rồi đưa xuống biển. Đá đối với trận này thì mình bắt sống được Omani phạm nhân. Omani. Mình bắt được 400 thuyền của dạng của mình. Trận đánh đầu tiên của Ngô Quyền thì mình đánh là giết được hoàng tử Hồng Tháo. À, trận này trận cuối cùng. Trận cuối cùng. À. Đó là trận đánh tiêu biểu nhất. Tiêu biểu nhất của okay. Của Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo. À. Thác Quan, Thác Quan là đây bắt được. Đúng rồi. Thác Quan bắt xong rồi. Nhưng Thác Quan gì tạo chứ đâu có sống. Thác Quan như là trẻ gì tạo. Thái tử Thác Quan á, trẻ gì tạo, Thác Quan tôi có tạo đó, trẻ gì tạo mà. Đây chú ông đồng hả? Ờ, chú ông đồng là cũng khác ạ. Ừ, ra. Ờ. Chú ông đồng đấy là gì? Không hiểu. Bác to đấy mà bác không chụp. Đây ok đi sông đây, sông này sông Bạch Đằng đây. Ờ, đây là cái lạch đi vào còn cái ngoài kia cơ. Ok cái gì ở cái lạch ok bay đây giang dàng san vượng khí Bạch Đằng giao thâu đây dàng. Ok bay đấy đến chờ bá đi nhanh nào. Bấm cái là quay thôi. Đây nó quay rồi. Rồi. Cháu đi cho quay cảnh cho. Đeo gì khó đi cho nó dễ. Rồi cháu đâu rồi. Cháu đeo rồi. À. Bạch Đằng Giang. Thank you.
một dặm vào nhà vệ sinh. Cái này Trúc Lâm Tự là cái gì? Trúc Lâm Tự Tràng Kênh. Nó là gì? Nó lóc. Cái này, đấy đấy, nó ngược bánh kẹo bánh ra. Hả? Thiền viện Trúc Lâm đấy. Nhưng mà đâu có liên hệ gì Bạch Đằng Giang? Dạ. Có đâu có liên hệ gì Bạch Đằng Giang? Bạch Đằng Giang đấy, có ra ngoài đây, tí ra ngoài đây thì ông ấy biết rồi. Cái này nó là cả một cái quần thể. Ồ. Cả một cái... Còn mấy tượng là tượng gì? Tượng La Hán ấy. La Hán không có liên hệ gì, có liên hệ gì với Bạch Đằng Giang không? Có chứ, kiểu người ta trong chùa đền người ta phải có tượng chùa. Phật. Chùa, có như thế đấy, này đấy. Chùa. Nhân Kiệt Đà này, rồi Bạt Đà Na này đấy. Okay. Đấy, đấy. Trong chùa thì phải có tượng Phật chứ. Ờ, chùa đúng rồi. Đó, trong chùa thì phải có tượng Phật. Ồ, đền thờ Đức Thần Thánh Trần Hưng Đạo này. Vâng, đúng rồi. Đấy đâu rồi, ông bên đây. Đây ông ơi, đi vòng đây. Cứ tự nhiên quay đi. Điều. Đi làm. Đây đây trong này nhiều nhiều. Ui. Không, không đây đây đây. Không, trong đây cơ, trong đây đi vào đây, cả đây mở chính. Đây, đi vào đây còn nhiều, ra tận ngoài sông. Nhiều. Lại ông phải đi phải một ngày. Đây ông mới gọi đi lướt qua thôi. Thăm lướt qua thôi. Mai mốt phải đi Mai mốt ông phải đi một ngày ra ngoài của ngoài cổ sông kia đâu mà. Đây ông nhìn tàu bè kia đâu? Đấy kia okay. Đấy ngoài cửa sông kia. Đấy cháu dẫn ông ra. Nhưng mà trên sông có thấy được cọc không? Có đây cháu dẫn cháu đang dẫn ông đi ra xem cọc. Ok, cái đó là cái quan trọng. Còn đây là chỉ đình chùa bình thường, các pho tượng Phật okay, bình thường thôi. Mình phải ra những cái điểm mấu chốt. Ông nhìn không gian vườn có đẹp không không? Mà cái ông nó hay à, ông chủ xi măng nè, ông chịu bỏ tiền lên này hay đó, bộ không đó. Ừ, các doanh nghiệp thì... Mà cũng không có tiền đó. Người ta có tâm. Ừ, có tâm. Người ta làm. Người ta có tâm rồi đó, người ta được làm tiền, làm giàu được. Đúng rồi. Còn không có tâm gì kia mất hết. Ông đã đi ra Ba Vàng chưa? Ba Vàng ở bên Uông Bí chưa? Chùa Ba Vàng, chùa Ba Vàng đẹp lắm, đẹp hơn này nhiều. Vậy à? Ừ. Hồi nãy có đi ngang mà không xuống. Đúng rồi. Ông bà, hai ông bà đi ngang không xuống đây đúng rồi. Đi ra ông từ ở bên Hải Phòng đi qua Uông Bí. Úi giời ơi đấy, ngay lúc nào cháu chở ông đi một chuyến khoảng 200.000 thôi. Vào đấy nó còn đẹp hơn đây nữa. Thế à? Đúng không? Phú đi quần thể leo lên núi đẹp lắm. Chở giờ đi. Cô đó có nói đó. Chở giờ đi.
chờ tí nữa cháu phải xong cái việc này rồi cháu đã xong rồi. Ừ, cháu phải đi tham quan ông. Thế thì chiều chiều muộn muộn ông về nhá. Chiều chiều muộn về Hà Nội. Bây giờ ở đây đi tham quan du lịch đã đặt tới đây mà không đi vào đấy thì hơi phí. Đây thì đi ra. Ông đi cái mùa này hơi vắng. Vắng vắng là đỡ. Cái mùa Tết từ đông tháng giêng đấy. Bốt mà. Cháu kiêm cái hướng dẫn viên du lịch luôn. Đó cái hình của Đức Tận Đạo với Vua Đại Hành với Ngô Huyền phải không? Vâng. Đây ông chỉ tham quan đây họ đang tôn tạm ở rộng ra đây lấn vào biển đây. Sông biển. Đây ông nhìn nhánh sông chưa? Đấy. Vào trong mặt đường ăn mặt đường ăn đây vâng đây sông đấy ra ngoài biển đây ra biển đây tàu ấy, tàu đang chạy ra biển hướng nào đây đó, cái đó là sông đấy ngoài đấy cái đó là sông còn biển đâu đây đi thẳng ngoài kia bên tay phải đó nhìn là cửa biển kia tàu bè đang chạy ở cửa biển kia đấy để anh quay em nhé. Đây. Cọc chỗ nào đâu? Đây. Mấy cọc vàng vàng này hả? Đây ở dưới đây. Cọc đây hả?
À. Oh, cái cọc là mình được nhận. Dạ dạ đây nè, về đây nè. Có mấy chục cọc đây. Vâng. Không, nghe là Nguyễn Thủy đấy. Đấy, không, nó ngày xưa nó ở dưới nó chỉ còn mấy cái để vớt lên để vừa chuẩn trưng bày vào đấy đấy. À. Đấy, đây là những cọc người ta phục hồi thêm. Phục hồi thêm. Ừ. Còn đây người ta chỉ vớt được mấy cái vừa đấy đấy. Ồ, à. Bên đây nữa nè. Ừ. Đây, phục hồi thêm một cái. Đây đây. Trận đánh trên sông Bạch Đằng đây. À, cửa biển bên kia. Đấy, cửa biển kia đấy, thẳng ra đấy, cửa biển. Thẳng ra đó, cửa biển. Đây, à. Tàu đang đổ đây. À. Đấy, cái mục đích của ông đến ông xem cái khu này. À, okay. Là gọi là Bạch Đằng Giang nó nằm ở cái đẹp okay. Nhất ở khu này thôi. Ok, đúng rồi. Đấy. Đúng, đúng rồi. Phải không ông? Đúng, 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 đúng. Đấy, cháu phải biết cách để dẫn ông đi. Cái này ông này. Ông đi cái nào ông phải biết đấy, đi ra xem Bạch Đằng Giang lại không thích cọc làm ở đâu cả. Thế thì chết. À, đấy, nhìn ông nhìn nó cọc lên người ta. Cái này chắc đóng thêm rồi đó. Vâng, đóng thêm, ngày xưa người ta chỉ vớt được mấy cái thì vừa trưng bày đấy đấy. Đấy. Ờ. Đấy là cái cọc chính. Đây là cọc này là cho thêm vào đây. Phục hồi. Để biết nước thủy triều lên xuống thì mới được. Ông có đi Ba Vàng nữa không? À, chưa để tôi xong này. Nếu mà đi Ba Vàng mất khoảng bao nhiêu tiếng? Bây giờ ông đi vòng ra đấy, ông mất tầm khoảng 250 cả đi lẫn về. Ồ, mà bao lâu? Thì ông đi trong khoảng 2 tiếng. Ba Vàng là cái gì? Ba Vàng đi chùa đẹp lắm, tham quan nó đẹp hơn. Đã ra đây Hải Phòng. Đẹp bằng Ninh Bình không? Ở Ninh Bình. Ninh Bình thì là chùa Bãi Đính thì đẹp nhất rồi. Bãi Đính. Thế là nhất thôi. Cái đây nó thu nhỏ lại cũng đẹp. Đi ông ơi, về đi.
đây là nguyên khoái thì em muốn không chứ chỗ đó là đi 2 tiếng hồ. 2 tiếng hồ là sao, nó đưa tôi về đâu, đưa lại bên xe xong cháu lại sang bến đi Hà Nội đi về tay xe về mất xong đi bên, xe bên chỗ mà xi măng này ngã ba xi măng cháu nó đảo gì ngã ba xi măng nay phải đảo về đấy mới bắt được xe lên Hà Nội. Chùa gì ba vàng cũng được. Tối nay mấy giờ rồi? Tối nay cung thì 5 giờ. 3 giờ thì đi 5 giờ không về. Cảnh đẹp. Cháu đánh vào tận vào trong đấy. Em đi không? Để đi. Vào đấy đẹp, cảnh đẹp. Ôi nó đẹp chỗ này nhiều. Nếu mà tới 5 giờ rồi đã ở đây. Ừ. Rồi mấy giờ tới Hà Nội? Hà Nội thì ông về đi khoảng 7 giờ, 6 rưỡi 7 giờ ông về tới Hà Nội. Được cũng được. Ừ. Nắng thì xong. Ai lại là có xe đi liền không? Dạ. Có xe đi luôn, chỉ 5 phút là có một chuyến, cứ 5 phút một chuyến. Mấy phút? 5 phút. 5 phút. Đất cảng này, anh Huy này, Hải Âu này. Cháu có cứ tầm 6 rưỡi cháu có trách nhiệm là ông lên tới Hà Nội. Tới Hà Nội cũng là mấy giờ. Đi mà sang đấy đẹp, vào đấy đẹp hơn, đẹp hơn này. Kể ông trước còn xuống đấy thì đẹp. Ông gặp cháu sớm, cháu dẫn ông sang đấy thì chơi đẹp. Đấy. Cũng biết là ba vàng thôi gì. Ui vào đẹp lắm, đẹp hơn này nhiều. Vâng. Bây giờ thì tôi đi xa vào ấy là mất nửa tiếng. Bây giờ vào nửa tiếng ra nửa tiếng, thế là mình vào tham quan 1 tiếng nữa là thoải mái, là phải đi 2 tiếng. Nói chung phải đi 2 tiếng. 2 tiếng cả đi lần về 2 tiếng. Tham quan tính là giờ mình tham quan ấy. Chứ chẳng nhẽ vào ấy lên đi tham quan ấy. Được rồi, ông tắt này đi. Ờ, cảm ơn các bạn. Ông về trên Hà Nội luôn à? Thật ra cái này họ cũng biết kiểu, ngoài ông ra còn những này cho tiền nữa. Tiền ông có tiếng nói. Ông đứng lên. Ông nói là mấy người cho tiền. Các tên, các doanh nghiệp nhất. Cho tiền. Thêm tiền vào. Cái này xây lâu chưa? Cái này phải được khoảng 5 năm nay được. 5 năm? Mỗi năm này cải tạo thêm gì? Thật sự nếu mà này thuốc tiền người ta cũng bỏ tiền mua vào coi đó, thấy không? Tại họ cũng không tiền thôi cũng tốt. Tham quan những đâu rồi? Ồ, tôi đi từ cái. Từ Nam ra Bắc, ra Đà Nẵng chơi nữa. Đà Nẵng chơi rồi vui. Đà Nẵng rồi chị hai ông bà đi được ở tham quan thôi. Đà Nẵng rồi chơi đó thời gian rồi bây giờ qua bên chỗ Hạ Long rồi Hạ Long rồi bây giờ đi tới Hà Nội mà trên đường Hà Nội gây cái đây chơi. Bảy Đại Giang, Hải Phòng. Hôm trước tôi có đến đây, có đến Hải Phòng rồi. Nhưng mà không biết chỗ điểm này. Không, có muốn đi đây mà tại nó không thời giờ, tại xe buýt xe buýt nó phải về đúng xe buýt chạy về Sài Gòn. Thành ra nó không có. Taxi đâu đi Sài Gòn được? Taxi nó đi mới đi được tham quan được. Đúng rồi, taxi phải đi tham quan được. Nhưng mà tại không giờ, nó không đi được, cũng giờ mới đi đấy. Ở Hải Phòng tôi cũng thích lắm. Hải Phòng có thành phố qua phường pha phường đỏ phải không? Chừng nào mới nở rồi? Dạ. Chừng nào qua phường mới nở? Mùa hè. Mùa hè.
Ờ, mùa, từ tháng mấy? Mùa hè tháng 4, tháng 5, tháng 6. Ờ, à, từ năm 6. À. Mùa này là mùa thu rồi, sắp hết rồi. À. Đỏ, đỏ rực lên luôn. À, tôi thích, tôi thấy mà. Hoa phượng, da, cây phượng nhiều lắm, nhưng mà lúc đó tôi đi mùa đợt đông, hình ra không không hoa. À, mùa này nó đỏ rực lên. Muốn đi tiểu gì không? À, mua hết mấy cái building, mua hết mấy cái khách sạn. Toàn là dân Hải Phòng không? Ôi, ở chọn hả? Ừ. Ôi, ở dân Hải Phòng gió gì? Dân đánh nhau đi. Hả? Dân Bắc Kỳ đây. Dạ. Đồng Nam. Hà Nội còn thua ha? Hà Nội sợ Hải Phòng lắm hả? Ừ, đúng rồi. Gái Phòng ghê vậy. Bà toàn đi sang nước ngoài đấy à? Hả? Toàn nước ngoài, bà bên nước ngoài à? À, cũng biết là khác. Có biết, có ở nước ngoài không? Không. Không ở nước ngoài á? Không. Bà ở nước ngoài. Không biết nhưng mà thích đi chơi. Thích đi chơi. Con cái. Ừ. Tôi nói tiếng chắc biết trong Sài Gòn ra không? Ừ, nói tiếng người Nam biết hay. Bắc nói tiếng người Nam. Hai đứa này ông con trai để cho hai đứa này. Hai đứa này có lấy chồng Sài Gòn không? À, muốn lấy chồng Sài Gòn tôi mang về Sài Gòn. Bán Hải Phòng thì thôi giỏi lắm, mấy trai Sài Gòn sao bằng. Sài Gòn nhấu. Ông lấy chồng về nhà Sài Gòn nhấu. Ơi, dân Sài Gòn. Em phải Sài Gòn rồi. Hả? Hôm nay ông ở Sài Gòn, anh ở đâu? Mấy cô này, Hải Phòng hả? Mấy cô Hải Phòng hả? Anh ở An Giang. An Giang? Dạ. Ồ, vậy là miền Nam rồi, trong Nam rồi. Dạ. Chứ đâu phải là Hải Phòng đâu. Còn đây đội này đi du lịch, đi thăm ngắm cảnh đây. Dạ. An Giang chứ đâu phải là dân Hải Phòng. Em đi xe gì về? Nhà em đi Honda. Không em, em đi xe máy à? Vâng. Rồi đi bộ anh hai em về. Trời ơi. Anh nái em về luôn. Nái em về. Phải có công an đâu, công an phải là rong có bắt được chứ. Phải có cái tinh thần mới làm được gì đó. Không hàng rong không ăn xin gì cả. Không ăn xin. Không thu phí. Không, không. Hàng rong không ăn xin. Không thu phí. Ba không. Ông không giàu, ông giàu bằng ông trưởng đó, ông gì đó, Phượng ông. Ông Trương, ông Trưởng, ông gì đó. Ông Phượng không? Còn Phượng không? Ông Vincom á. À Vincom. Vincom đó. Ông đấy thì là cái ông này là ông chủ tịch thành phố, ông có tiếng nói, ông có chức có quyền. Còn kia, kia là đại tá gì công an mà. Ông Phượng. Từ nước ngoài về. Ông Phượng là ông ấy làm kinh tế. Kinh tế. Đầu óc kinh doanh. Còn đây là quan chức. Quan chức, à. Chức thì là có tiếng nói. Nói là nó có quyền hơn. Quyền thì gọi là nó nói tiếng là người ta chết. Nhất tiền, nhất quan hệ gì tiền tệ mà. Quan hệ, tiền tệ. Mình giờ mình là mình không hề mà không được ấy nữa. Vậy mà ông này có tiền chắc cũng nhìn anh mới lộ được lắm. Ờ, chắc không có đâu, tại vì ông này ông ấy mà ông... Có quyền á, có quyền thì phải ăn mới ngộ rồi. Mà ông xi măng thì ông già đó làm thương mại. Xi măng này, nhưng mà đá này nó bỏ ra, nó lít thì thiên nhiên không vậy? Ừ. Bán cứ nhìn ra, bán cho dân đi. Ừ. Nhưng mà làm sao ông được cái quyền là lấy đá ở đây mới là nói. Ờ, thì ông có chức có quyền, ông ký, ông chưa ký. Ừ. Là mình dân gian làm sao là có quyền được. Ừ. Cái đó thôi. Ngày ông... xưa chắc ông cũng trong quân đội bộ đội hay sao? À, ông ấy... Ngày xưa ông cũng đi học, đại học nhất rồi đi theo rồi. Làm nhà giám đốc nhà máy xi măng này, sau từ giam làm nhà máy xi măng này rồi. Chùa Lâm gần xem. Làm giỏi quá, tôi tên thành bí thư thành ủy thành phố. Bí thư tỉnh ủy là lớn lắm rồi. Nga với ông Thanh như này. Ờ. Ông Thanh Thanh ở Đà Nẵng này. Đấy, ông ấy đó, ông giỏi, kia nó làm được. Cái hãng xi măng tên gì? Vi Xem Hải Phòng. Vi Xem hả? Vi Xem. Rồi, đi xe, ở đi xe Hải Phòng. Ờ. 105-119 nào thì đi đi. Xem là xi măng. Có xe kiểu này.
Xong gì? Xong lấp. Xong lấp. Đấy, sang đây là công an này, chặn thu phí đây. Chặn thu phí, chặn thu phí. Đấy, em nhìn nhận. Đấy, cái đó ở bên đấy nó là khác. Bây giờ trong bàn thành phố rồi. Đấy, taxi không có bằng. Đấy, đấy là bằng không? Rồi đây mình xin khảo. Xong lớp, xong lớp, xong lớp, xong lớp, xong lớp, xong lớp, xong đấy, thành phố vào trong thành phố đấy. Đó. Đây là đang kia ngoài thành, đây vào trong thành phố. Đây là nhà đẹp quá. Đây đây bọn video mấy Vượng này, ông Vượng này. Ồ. Bạn Vượng này. Ông Vượng đây này. Ông Nam cả một đại loại. Ồ, Vượng. Vâng ạ, Vượng đây. Xì xì. Đây con Vượng này. Xây đẹp. À. 12 tỷ một lô. Gì? 12 tỷ. 12 tỷ một lô. À, chưa có điện nước cả. 6 triệu. 12 tỷ. Từ đó đi qua từ from lấy sự lựa chọn anh Khánh Trần Đạo Trần Đạo từ đến đây ngã ba Sĩ Văn và đi về đường tóc về Hà Nội đi. Phải chia rồi, ok. Không phải không.
xa nhiệt tình báo tin giao thông của tất cả các bạn. Để hồ kiếm đề không? Vâng, tàu chả... nó mình ở đây sát biên giới tàu mà. Vâng. Ngay sát nắp đó. Đấy, nói chung là nó thao túng hết. Như chỗ này phải phải thì phải à? Vâng, đúng rồi, những đồ lặt ra đây. Đây là tất cả hàng nó bày đây là đều hàng Trung Quốc. Mà hàng giả, giả không ấy chứ, hàng nhái không. Có áp lực mua được cái gì, đi ra đây chơi tí để đi. We go to Bung Chả Hương Linh, where the Obama eat. We want to eat with that day with a friend, group of friends. Hồ Hoàn Kiếm đây. Hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội, Vin Hà Nội. Cảm ơn em đã thay mặt cho anh em nghệ sĩ những bạn trẻ nói lên tiếng nói. Chúng tôi luôn luôn đem được sân khấu cải lương gửi đến công chúng, và chúng tôi muốn rằng chúng tôi làm bằng tất cả niềm đam mê, bằng trái tim. Hôm nay á, xem em diễn cái sông tự nhiên, chị cảm nhận là cách đây hơn 30 năm lúc chị còn nhỏ đó, ở dưới quê á, chị hay giống như ở dưới quê gọi là chui lỗ chó ha, trốn mẹ đi coi, đi coi cải lương, bởi vì lúc đó chị rất là mê cải lương và rất mê những hình ảnh những người nghệ sĩ nam mà mặc những bộ đồ như em gì đó, một bộ đồ cổ như thế, trời ơi nhìn đẹp, và ước gì sau này lớn lên mình sẽ lấy được một người chồng đẹp trai như thế. Sao đó em ước anh thì đó, cũng có một thời em ước anh, nhưng mà lúc đó nhiều người yêu quá, lông nhiều quá, đào hoa quá. Chị Trinh Trinh nhanh chân hơn chị Việt Trinh. À chị Trinh Trinh nhanh chân đúng không? Thật sự cái sự xúc động của anh Kim Tử Long khác, cái sự xúc động của chị khác, cái sự dàn dựng rất là khéo. Mỗi lần em thay đồ mọi thứ nó rất là nhanh gọn, nó không làm mất thời gian, nhưng mà mỗi lần xuất hiện là mỗi lần thần sắc rất là khác nhau và rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Em rất hợp với tuồng cổ, bởi vì khi em mặc bộ này vô em đẹp hơn cái lúc em diễn em mặc được đồ áo sơ mi bình thường rất là nhiều. Chị cảm nhận được em sẽ còn tiến xa hơn nữa, em sẽ còn cái tên tuổi của em sẽ lớn hơn rất nhiều, bởi vì chị cảm nhận được cái thần sắc của em đang rất là hừng hực, đang rất là đẹp, và đặc biệt em có một sức trẻ. Mà nếu như
Sau này em trở thành một ngôi sao nổi tiếng của cải lương thì chị mời đi diễn nhớ cách xe nhỏ nhỏ thôi nha. Đúng cái nữa. Cảm ơn các vị giám khảo chúng ta rất nhiều. Và bây giờ sẽ là điểm số dành cho Minh Nhân. Xin mời nghệ sĩ Việt Trinh. 10 điểm dành cho Minh Nhân. Xin mời danh ca Phương Dung. Cô Phương Dung. 10 điểm dành cho Minh Nhân. Cô là con nhỏ là Phương Dung nữa. Số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sẽ được giữ lại. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 50 khán giả đặc biệt đêm nay. Xin mời. Chúng tôi nhận được số điểm từ 50 vị khán giả đặc biệt đêm nay dành cho phần trình diễn của Minh Trường là 9,8 điểm. Xin được chúc mừng Minh Trường. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ là 5:30 AM in 21st 2018. In front of hotel in Hanoi. Now it's 6:10 a.m. On December 2018, Hanoi, Hamburg, I'm home. I'm home. Quảng Kim, Hanoi. Now we start to light up. My view will go out the street now. So we will move on the car on the sidewalk. From inside, they do every single of any inches of land. They utilize every inches of land. Now it's 6:30 a.m. on Chinese 2018. I walk around Ho Quang Kim, Hanoi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quýt quýt Trung Quốc các bạn. Quýt Trung Quốc hả? Không, không phải đâu, nó là cam canh. Cam canh ạ. Hả? Ở đâu đây? Ở đây hả bà? Đây là của Việt Nam. Ở Việt Nam. Không, không phải Trung Quốc. Nó xỉ lần Trung Quốc. Nó xỉ luôn. Rẻ này, mình Trung Quốc.